Nhìn lại sự trở mặt của giới dân chửi khi tuyên truyền về chính sách vaccine. Năng lực phi thường của giới dân chửi nằm ở chỗ họ có thể chửi chế độ bằng đủ các loại lý cớ mà không cần biết lời mình nói có lý hay không. Để thấy điều này, cứ nhìn các bài viết mà họ từng tung ra để đả kích các chính sách liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 mà Việt Nam từng áp dụng. Mới đây, nhà dân chửi Nguyễn Xuân Diện đã loan báo rằng Đan Mạch vừa trở thành nước đầu tiên trên thế giới tạm dừng chương trình vaccine ngừa COVID-19 cấp quốc gia. Nhân đó, Xuân Diện và các fan đã công kích chính sách tiêm phòng mà Việt Nam đang tiếp tục áp dụng. Họ nói rằng việc Việt Nam có tỷ lệ tiêm rất cao, đứng thứ 6 trên thế giới, đã khiến gần đây đám ma nhiều hơn đám cưới. Người dân chết rất nhiều, từ đó họ công kích chính phủ Việt Nam, nhân tiện ca ngợi cái phương Tây, được đại diện bởi Đan Mạch. Nhưng những điều họ nói liệu có hợp lý? Cho đến nay, rất nhiều nước phương Tây, tiêu biểu là Mỹ vẫn đang áp dụng chính sách hộ chiếu vaccine. Rõ ràng quyết định dừng phổ cập vaccine của chính phủ Đan Mạch không đại diện cho đông đảo các nước phương Tây. Mượn sự kiện này để công kích Việt Nam và ca ngợi phương Tây thì cũng chẳng khác gì nằm ngửa nhổ ngược. Thêm nữa, nếu giới dân chửi không cố tình tự mất trí nhớ, họ sẽ nhớ rằng chỉ gần một năm trước, họ vẫn đang công kích Việt Nam chậm tiêm vaccine. Bản thân Nguyễn Xuân Diện cũng từng tuyên truyền rằng Việt Nam phải cảm ơn các nước phương Tây đã viện trợ vaccine cho mình. Từ đó, đòi phải thay đổi chính sách đối ngoại. Bây giờ, Xuân Diện trở mặt, chuyển sang chống vaccine chỉ vì Việt Nam đạt tỷ lệ tiêm chủng lớn, thì đúng là đổi trắng thay đen. Sau cùng có thể thấy, các fan của Nguyễn Xuân Diện vẫn rất thiếu hiểu biết về vaccine. Đến tận bây giờ, họ vẫn nghĩ rằng tiêm vaccine là tiêm virus vào cơ thể. Điều đáng nói là hướng tuyên truyền này không vô thưởng vô phạt. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng của người dân khi họ tuyên truyền dối trá để đạt được mục đích chính trị, bất chấp sự thật và hậu quả để lại cho sinh mạng của con người, thì họ không nên tiếp tục làm chính trị.